Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng, và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn đi vào phần tin tức trước, rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Thủ tướng của Hungary là ông Orbán đã mời Thủ tướng của Thụy Điển tới thảo luận về việc gia nhập vào Liên minh NATO. Bản tin mới nhất cho biết thì Thủ tướng của Hungary là ông Viktor Orbán cho biết ông đã gửi lá thư mời Thủ tướng của Thụy Điển là Christensen tới thảo luận về việc gia nhập của Thụy Điển vào Liên minh NATO. Hôm nay tôi gửi một lá thư mời cho Thủ tướng của Thụy Điển là ông Christensen đến viếng thăm Hungary và đàm phán về việc Thụy Điển gia nhập vào Liên minh NATO. Ông Orbán đã viết trên trang Platform X như trên, và Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là hai quốc gia duy nhất trong 31 quốc gia thành viên của Liên minh NATO vẫn chưa chấp thuận cho yêu cầu của Thụy Điển gia nhập vào Liên minh NATO. Ông Orbán đã gửi ra một thông điệp cùng một ngày sau khi mà nghị viện của Thổ Nhĩ Kỳ dự tính là sẽ bỏ phiếu cho việc gia nhập của Thụy Điển tại nghị viện của Hungary. Cuộc bỏ phiếu này chỉ có thể diễn ra sau khi mà quỹ ban ở trong nghị viện có thể bật đèn xanh. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu chung cuộc này sẽ ngưng lại sau khi mà có cái phản đối của ông Orbán, trong đó gần như là ông cho biết là chỉ trích về cái tình trạng mà Stockholm đã có hành động chỉ trích đối với là tình trạng gọi là thụt lùi dân chủ của Hungary. Và ông Orbán cho biết Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không làm việc chung trong cái lá đơn của Thụy Điển. Tuy nhiên, mỗi quốc gia đều có một cái sự lo ngại riêng. Đây là lời phát biểu của ông đưa ra, và ông chính thức mời Thủ tướng của Thụy Điển tới viếng thăm Hungary. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Nga đe dọa sẽ có hành động trả đũa đối với khối Tây Phương nếu như mà tịch thu tài sản của họ để mà hỗ trợ cho phía của Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì cơ quan truyền thông của Nga là RIA báo cáo vào ngày Chủ nhật là quốc gia này sẽ có hành động trả đũa gay gắt đối với khối Tây Phương để cho công bằng nếu như mà các tài sản bị đóng băng của Nga ở nước ngoài được sử dụng để hỗ trợ cho Ukraine. Cơ quan này lên tiếng cảnh cáo về bản báo cáo các lãnh đạo của nhóm G7 đang thảo luận làm cách nào để hợp pháp tịch thu 300 tỷ Mỹ Kim tài sản của Nga ở bên ngoài nước Nga để giúp tái xây dựng lại Ukraine. Liên hiệp Âu Châu, khối G7, Úc cũng như là Thụy Sĩ đã đóng băng khoảng 288 tỷ Mỹ Kim từ các nguồn đầu tư vào nền kinh tế của Nga chấm dứt năm 2022. Theo tường trình của RAI cho biết như trên, và trong đó chỉ ra nguồn tin từ các quốc gia Tây Phương, và bản báo cáo của cơ quan truyền thông này nói rằng khối Tây Phương hầu như đã thua cho Nga bởi vì Nga vẫn chưa có trả đũa. Tuy nhiên thì theo tờ Business Insider cho biết thì vẫn chưa xác nhận được cái lời kêu gọi và cái lời xác nhận của công ty truyền thông của Nga. Nga bị gọi là cấm vận và bị đóng băng các tài sản sau khi bị họ đã gọi là có cuộc chiến nhắm vào Ukraine và xâm lăng Ukraine. Phát ngôn viên của Điện Kremlin là Dmitry Peskov cho biết với lại các thông tin viên vào ngày 29 tháng 12 là Nga đã có sẵn một cái danh sách của các công ty ngoại quốc và các tài sản của ngoại quốc sẽ bị tịch thu tại nước Nga nếu như khối Tây Phương quyết định là tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga. Trong khi đó thì cơ quốc tế đang lo ngại về tình trạng hợp pháp trong việc mà tịch thu các tài sản của Nga, trong đó có thể sẽ phá hủy toàn bộ cái hệ thống tài chính quốc tế, và các quốc gia dường như là không có sự thống nhất trong vấn đề này. Trong khi đó thì tờ New York Times báo cáo từ tháng 12, Điện Kremlin đã sẵn sàng có thể tịch thu tất cả những tài sản mà của các quốc gia ngoại quốc đang có mặt tại Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, khối NATO đã ký một cái thỏa ước trị giá 1.1 tỷ euro để có thể đặt mua thêm và sản xuất thêm đạn pháo 155 ly. Bản tin từ Brussels cho biết thì NATO đã ký một cái thỏa ước 1.1 tỷ euro, tức là khoảng 1.2 tỷ Mỹ Kim, để mà có thể đặt hàng với hàng trăm loại đạn pháo 155 ly vào ngày thứ ba, và trong đó sẽ có một phần hỗ trợ cho Ukraine trong lúc mà phía Kiev than phiền rằng họ bị thiếu hụt là phần đạn dược. Cuộc chiến của Ukraine đã trở thành cuộc chiến thiếu hụt đạn dược. Tổng thư ký của Liên minh NATO là ông Jens Stoltenberg đã nói với các thông tấn viên khi mà ký vào cái hiệp ước này với các giới quân sự của Tây Phương tại cái headquarter ở Brussels.
Trong khi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine là Umerov đã lên tiếng vào tuần trước cho biết việc thiếu đạn dược này mà ông ta mô tả là một cơn đói về đạn pháo kích giúp cho Kiev có thể chống lại cuộc xâm lăng của Nga trong toàn cuộc chiến tại Ukraine. Và việc ủng hộ của NATO dựa trên cái thỏa thuận có tên gọi là NSPA, trong đó thì sẽ có một phần nữa là các quốc gia đồng minh cần phải tăng cường cái đạn pháo của họ cũng như hỗ trợ cho Ukraine, giúp cho họ có thể tăng cường cái kho chứa đạn dược. Trong khi đó thì một viên chức giấu tên của NATO ở tại đây cho biết là các quốc gia gồm có Bỉ, Lithuania và Tây Ban Nha sẽ làm việc chung để có thể giảm đi giá thành khi mà mua các loại đạn pháo này. Và hợp đồng trên là sẽ sản xuất khoảng 220.000 loại đạn pháo lần đầu tiên sẽ được chấm dứt vào năm 2025 theo tường trình của các thông tín viên đã nói với hãng thông tấn Reuters. Và các loại đạn pháo này sẽ được sản xuất bởi công ty của Pháp có tên là Nexter và một công ty của Đức tên là Chinhan, theo tường trình của kỹ nghệ này cho biết. Kể từ khi mà NATO có cái chương trình hỗ trợ cho phía của Ukraine là họ cho biết là đã thỏa thuận một cái thỏa thuận trị giá lên tới 10 tỷ Mỹ Kim, trong đó ông Stoltenberg cho biết, và trong đó bao gồm luôn các đạn pháo dành cho xe tăng, các loại đạn pháo kích cũng như là các loại hỏa tiễn dành cho dàn phòng không Patriot. Và trong cuộc gặp gỡ vào ngày tháng 2, thì các bộ trưởng của Liên minh NATO cũng sẽ thảo luận về vấn đề làm cách nào gia tăng việc sản xuất, mà trong đó ông lãnh đạo của Liên minh NATO mô tả rằng sẽ có một cái cuộc đối đầu cần thiết giữa khối Tây Phương ủng hộ cho Kiev và đối đầu với phía của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, ngũ giác đài tuyên bố là không còn tiền cho Ukraine giữa lúc mà đang chủ trì cho một phiên họp của 50 quốc gia đồng minh ủng hộ cho Kiev. Bản tin từ Washington cho biết thì lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã có một cái cuộc gọi là họp dành cho các quốc gia ở trên cộng đồng quốc tế hỗ trợ cho Ukraine từ tháng 4 năm 2022. Và Hoa Kỳ trong tháng này sẽ tụ tập khoảng 50 quốc gia để mà thảo luận về việc hỗ trợ cho Ukraine giữa lúc mà ngũ giác đài cho biết họ đã không còn tiền để gửi vũ khí cho phía của Ukraine nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội. Trong lúc chờ đợi Quốc hội thông qua ngân sách này và tiềm năng có thể có thêm cái nguồn tài chính cho phía của Ukraine, Hoa Kỳ dường như đang tìm kiếm sự hỗ trợ của các đồng minh để mà thu ngắn cái khoảng cách này. Trong cuộc họp ngày thứ ba tập trung vào một cái cần thiết cho chiều hướng lâu dài, và một trong những phó phát ngôn viên của ngũ giác đài là Sabrina Stein đã nói với các thông tin viên vào ngày thứ hai, kể cả việc mà chúng tôi đã không thể cung cấp được cái hỗ trợ an ninh hiện nay, chúng tôi và các đối tác vẫn là tiếp tục làm việc này. Sai đã cho biết như trên, và cuộc họp này diễn qua ra qua màn hình video bởi vì ông Lloyd Austin vẫn còn đang nằm ở nhà điều trị sau khi mà ông ta được giải phẫu về ung thư tuyến tiền liệt. Phía ngũ giác đài loan báo vào cái gói hỗ trợ an ninh cuối cùng là ngày 27 tây tháng 12, 250 triệu Mỹ Kim, bao gồm luôn cả một loại đạn pháo 155 ly, các cái loại hỏa tiễn được xem là vác vai chống lại các cái chiến đấu cơ, cũng như là các cái đòi hỏi cao từ phía cái kho vũ khí của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ vẫn chưa có thể có thêm những cái nguồn hỗ trợ về đạn dược kể từ khi mà họ nói rằng đã không còn tiền và các cái kho chứa của họ đã gần như là cạn sạch sau khi Quốc hội vẫn chưa chấp thuận có thêm nguồn ngân quỹ. Và có trên 110 tỷ Mỹ Kim đã được yêu cầu giúp cho Ukraine do Thái trong vấn đề hỗ trợ này. Tuy nhiên thì đã có sự bất đồng giữa Quốc hội và Tòa Bạch Ốc trong cái chính sách được ưu tiên, bao gồm luôn cả cái việc gọi là an ninh biên giới của Hoa Kỳ và Mexico. Trong khi đó thì Nga vẫn chưa cho thấy là họ sẽ chấm dứt cuộc chiến này. Trong ngày thứ hai thì Liên Hợp Quốc đã bác bỏ một cái thỏa thuận hòa bình mà Kiev và khối Tây Phương đề nghị. Trong đó Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine tổng cộng là 44.2 tỷ Mỹ Kim trong cái gói hỗ trợ an ninh cho phía của Ukraine chống lại Nga kể từ tháng 2 năm 2022, và có khoảng 23.6 tỷ Mỹ Kim đã được sử dụng trong tất cả những cái nguồn kho chứa vũ khí của Hoa Kỳ, và 19 tỷ Mỹ Kim đã được gửi cho một cái hợp đồng quân sự lâu dài, và trong đó các cái tiến trình này vẫn mất nhiều tháng để mà sản xuất và thực hiện. Trong khi đó thì cái số tiền mà để hỗ trợ cho Ukraine đã bị run out, tức là đã bị hết, và có thêm 1.7 tỷ Mỹ Kim đã cung cấp bởi Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cho cái gói hỗ trợ về quân sự, và đây được xem là một trong những cái khá quan trọng. Và trong đó thì Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cái cuộc hội thảo bằng màn hình video giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin cùng với 50 quốc gia để tìm đường hướng hỗ trợ cho Ukraine. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất, và Hoa Kỳ cho biết họ đã huấn luyện khoảng 18.000 những binh sĩ của Ukraine, trong đó gồm có 16.300 binh sĩ tại Đức và 1.500 binh sĩ đang có mặt ở tại đây để mà có là tham gia cuộc huấn luyện của Hoa Kỳ đối với lại NATO. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Nhật Bản và Hoa Kỳ đồng ý là sẽ tiếp tục quản trị các lệnh cấm vận đối với Nga để ủng hộ cho Ukraine. Bản tin từ Tokyo cho biết thì Nhật Bản và Hoa Kỳ trong ngày thứ ba nói rằng họ vẫn sẽ tiếp tục làm việc chung để quản trị tất cả những lệnh trừng phạt cấm vận nhắm vào Nga và ủng hộ cho Ukraine trong cái thỏa thuận của khối G7 đã đồng ý vào năm ngoái. Trong cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ giữa Thứ trưởng đặc trách về Tài chánh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Wally Adeyemo cùng với lại Phó Bộ trưởng Tài chánh đặc trách về vấn đề quốc tế của Nhật Bản là Masato Kanda, đôi bên đồng ý là sẽ có trao đổi những cái quan điểm về tình trạng kinh tế trên toàn cầu và những vấn đề khác. Khối G7, trong đó gồm có Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Đức, Pháp và Ý, cùng với Liên hiệp Âu Châu, cam kết từ hồi tháng 5 là sẽ giới hạn việc xuất cảng của Nga mà Nga có thể sử dụng nguồn tài chính cung cấp cho cuộc chiến tại Ukraine. Và Nhật Bản được xem là chủ tịch của khối G7 từ năm 2023. Các quốc gia Tây phương dẫn đầu bởi Hoa Kỳ đã gửi hàng tỷ Mỹ kim vũ khí và hỗ trợ kinh tế cho Ukraine kể từ khi mà Nga có cuộc xâm lăng toàn diện từ tháng 2 năm 2022. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Ngoại trưởng của Nga ông Lavrov đã có cuộc nói chuyện tại Trung Đông với Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon. Bản tin từ hãng thông tấn Reuters cho biết thì Ngoại trưởng của Nga là ông Sergei Lavrov đã gặp gỡ với các đối tác của ông từ Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon trước khi mà có phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày thứ ba để thảo luận về tình hình ở Trung Đông. Và các ngoại trưởng của Nga, các giới chức ngoại giao của Nga cho biết như trên, cuộc thỏa thuận song phương tập trung vào dải Gaza, Syria và tình trạng căng thẳng trên bờ biển Hồng Hải. Trong đó thì Bộ Ngoại giao Nga cho biết qua cái trang Telegram và cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra vào New York vào ngày thứ hai. Và các bộ trưởng cho biết rằng là phía của ông Lavrov và bộ trưởng ngoại giao của Iran là Hossein Amir Abdollahian đã đồng ý là sẽ có những cần thiết để mà dẫn tới một cái tình trạng ngưng bắn tại dải Gaza với điều kiện để hỗ trợ nhân đạo và hỗ trợ cho thường dân. Và hiện nay trên tổng quát những cái lo ngại là đặc biệt tình trạng tại khu vực biển Hồng Hải, nơi đang có tình trạng căng thẳng tại đây. Trong ngày thứ hai, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã thực hiện thêm một cái vòng không tập mới nhắm vào nhóm Hồi giáo Houthi tại Yemen sau khi mà họ đã bắn những chiếc tàu ở tại vùng biển Hồng Hải theo tương trình của Ngũ Giác Đài. Và ông Lavrov cùng với Ngoại trưởng của Lebanon là Abdallah Bouhabib đã bắt đầu nhấn mạnh tầm quan trọng về nỗ lực ổn định khu vực và phải có cuộc ngưng bắn ngay lập tức ở tại dải Gaza. Và theo nghị trình của Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an sẽ thảo luận về tình trạng của Trung Đông, bao gồm luôn những đòi hỏi và yêu cầu của phía Palestine. Trong khi đó thì ông Lavrov trong ngày thứ năm cho biết ông ta sẽ đưa ra những cái nỗ lực để có cuộc gặp họp để giải quyết cơn khủng hoảng tại Trung Đông. Và với Ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ là Hakan Fidan, ông Lavrov cho biết sẽ thảo luận về vấn đề năng lượng cũng như là những cái tiếp xúc song phương giữa hai quốc gia. Trong tháng 12, Điện Kremlin cho biết là ông Vladimir Putin có thể sẽ viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm 2024. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Iran đã cho hành quyết một tù nhân bị bắt giữ trong cuộc biểu tình lớn là ở năm 2022. Bản tin từ Dubai, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết thì Iran trong ngày thứ ba đã cho treo cổ một tù nhân trong cái mà họ mô tả là tội ác trong cuộc biểu tình trên toàn quốc năm 2022. Tiếp theo cái chết của một phụ nữ người Kurd đã bị bắt giữ về tình trạng vi phạm luật đạo đức của Iran. Theo tường trình của bản báo cáo trên đài truyền hình thì Mohammad Qabatlu được xem là một trong những người đã bị hành quyết bởi bị kết tội đã sát hại một cảnh sát trong lúc mà cùng với 5 người khác khi mà tấn công vào chiếc xe cảnh sát trong một cuộc biểu tình ở Paran nằm gần thủ đô Tehran. Và đài truyền hình này cho biết là năm nay 23 tuổi, Qabatlu được xem là thú nhận tội ác của ông ta và đã thông qua cái phiên tòa, và trong đó gần như là ông ta đã bị kết án tử hình. Và việc mà treo cổ này đã được đưa ra bởi một phán quyết của tòa thấp hơn, trong khi đó tòa tối cao trong đó họ đang tìm cách gọi là lật đổ cái phán quyết này. Và Qabatlu bị hành quyết là nhân vật thứ 9 kể từ khi mà cuộc biểu tình đã bùng nổ vào mùa thu năm 2022 theo tường trình của hãng thông tấn AP. Và cuộc biểu tình kéo dài vài tháng, bắt đầu từ ngày 16 tây tháng 9, liên quan tới cái chết của cô gái có tên là Mahsa Amini, 22 tuổi, gốc người Kurd, đã bị bắt giữ bởi cảnh sát đạo đức của Iran và cáo buộc rằng
cô ta đã vi phạm cái luật ăn mặc đạo đức của Iran và cuối cùng cô chết trong nhà tù. Ít nhất là 529 người đã bị thiệt mạng trong hàng ngàn các người đã bị bắt giữ và có cuộc biểu tình này. Đây được xem là cuộc biểu tình lớn nhất ở tại Iran kể từ năm 1979 và đã bị dập tắt vào cuối năm ngoái. Trong tháng 12 thì Iran cũng đã cho hành quyết một người đã bắn một giáo sĩ cao cấp vào tháng 4. Người này có tên là Ayatollah Abbas Ali Soleimani, 77 tuổi, vốn là một viên chức giáo sĩ cao cấp đã bị thiệt mạng trong lúc mà các cuộc biểu tình diễn ra và lực lượng an ninh đã dập tắt các cuộc biểu tình. Đây được xem là bản án mới nhất và cuộc hành quyết mới nhất của Iran nhắm vào những người biểu tình đã gây ra hỗn loạn ở tại Iran từ tháng 9 năm ngoái cho tới gần tháng 12. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã nhắm vào tất cả hãng hàng không của Iraq ở tại Baghdad và tổng giám đốc cũng như là người phụ trách về tài chính tiền điện tử của Hamas trong lệnh cấm vận mới nhất. Bản tin từ Washington cho biết thì Hoa Kỳ trong ngày thứ hai đã nhắm vào một công ty hàng không của Iraq và một số tổng giám đốc của họ trong lệnh trừng phạt cấm vận hỗ trợ cho lực lượng dân quân do Iran hỗ trợ và đồng thời cũng ban lệnh cấm vận với nhóm dân quân Hamas trong việc mà lạm dụng cái thị trường tiền điện tử kể từ khi có cuộc tấn công vào ngày 7 tây tháng 10 ở tại Do Thái. Lệnh cấm vận này diễn ra giữa lúc mà Do Thái vẫn tiếp tục đánh bom vào dải Gaza. Trong khi đó thì cái lệnh cấm vận mới này thì Bộ Tài chính cho biết là Fly Baghdad, tức là cái công ty hàng không của Iraq, và tổng giám đốc có tên là Bashir Abdulkalim Anwar Ansabani đã cung cấp sự hỗ trợ cho lực lượng dân quân của Iran và nhóm vệ tinh của Iran hoạt động tại Syria và Iraq cũng như Lebanon. Iran đã cung cấp cho tất cả những vệ tinh của họ và lạm dụng tất cả cái nền kinh tế trên toàn cầu, sử dụng tất cả những cái hệ thống pháp lý về thương mại để che đậy tất cả những nguồn ngân quỹ và các hoạt động của họ cung cấp cho các cuộc tấn công. Thứ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ là Brian Nelson đã đưa ra bản statement và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục sẽ ngăn chặn tất cả những hoạt động này và phá hủy tất cả những cái hoạt động tài chính dành cho Hamas và lệnh trừng phạt cấm vận này là ngăn chặn tất cả các tài sản của Hoa Kỳ và các tài chương mục trong ngân hàng để đối phó nhắm mục tiêu vào những công ty nào làm ăn với lại người dân Hoa Kỳ mà có liên hệ tới nhóm Hamas này. Và Bộ Tài chính đã đưa ra cái quyết định này, trong đó là ba lãnh đạo và ủng hộ cho lực lượng dân quân của Iraq ở tại thân Iran ở tại Iraq gồm có Qatalib, Hezbollah cũng như là tất cả những cái hoạt động của nhóm dân quân này nhằm ngăn chặn tất cả nguồn tài chính của họ kể từ khi mà bùng nổ cuộc chiến của Hamas và Do Thái. Và dưới cái dù của Iran, nhiều nhóm dân quân đã tấn công vào các cái vị trí của Hoa Kỳ ở tại Syria và tại Iraq, và nhóm này nói rằng họ trả đũa tất cả những cuộc tấn công mà Hoa Kỳ đã giúp cho Do Thái trong cuộc chiến tại dải Gaza. Hầu hết các cuộc tấn công này đều nhắm vào tất cả các vị trí của Hoa Kỳ, tuy nhiên không thành công. Và hiện nay thì phía Hoa Kỳ cho biết là họ sẽ ban lệnh cấm vận đối với là một cái mạng lưới tài chính của Hamas ở tại dải Gaza, trong đó bao gồm luôn những cái cơ quan tài chính của cái nhóm này thông qua tiền điện tử từ Iran mà cung cấp cho Hamas và nhóm Hồi giáo Islamic Jihad tại dải Gaza. Anh Quốc và Úc cũng đã phối hợp trong lệnh cấm vận này và Hamas đã dự tính là sẽ có một cuộc chiến lâu dài và sẵn sàng làm những cái cần thiết để có thể duy trì sự tồn tại của họ tại dải Gaza. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, nhóm Hồi giáo Houthi tại Yemen cho biết họ đã tấn công vào một chiếc tàu quân sự chở hàng của Hoa Kỳ trên vùng vịnh Aden. Tin từ Cairo cho biết thì nhóm Hồi giáo Houthi do Iran hỗ trợ cho biết trong ngày thứ hai, họ tập trung và bắn một cái hỏa tiễn vào một chiếc tàu quân sự chở hàng của Hoa Kỳ ở trên cái biển gọi là Chad ở vùng vịnh Aden. Và hiện nay vẫn chưa biết là cuộc tấn công này diễn ra tại đâu và có bất kỳ một cái sự hư hại nào hay không. Tuy nhiên, vẫn chưa được xác nhận bởi Trung tâm Chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ tại đây. Lực lượng vũ trang Yemen đã vẫn tiếp tục trả đũa cho bất kỳ một cuộc tấn công nào của Anh và của Hoa Kỳ nhắm vào quốc gia của chúng tôi, nhắm mục tiêu đe dọa trên vùng biển Hồng Hải và vùng biển Ả Rập. Phát ngôn viên của nhóm Hồi giáo Houthi là Yahya Saria đã đưa ra trong một bản statement, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã có một cuộc không tập thứ hai nhắm vào lãnh thổ Yemen và nhắm vào các cái vị trí của nhóm Hồi giáo Houthi trong vài tuần lễ qua để đối phó với tình trạng nhóm này tấn công trên vùng biển Hồng Hải trong cái hệ thống di chuyển tàu hàng tại đây. Và nhóm này được hậu thuẫn bởi Iran vẫn tiếp tục tuyên bố là họ ủng hộ cho người Palestine tại dải Gaza. Houthi được xem là đang nhắm vào các mục tiêu, các cái chiếc tàu mà họ cho là có liên hệ với Do Thái. Tuy nhiên,
cuộc tấn công của họ đã nhắm vào luôn cả những chiếc tàu không hề có liên hệ tới Do Thái. Nhóm này gần như đã kiểm soát tại phía nam của Yemen và được xem là đồng minh của nhóm Hamas ở tại dải Gaza, và tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì cuộc tấn công của họ cho tới khi nào có cuộc ngưng chiến tại dải Gaza. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Trung Quốc đã bị giám sát chặt chẽ về tình trạng báo cáo nhân quyền trong cuộc họp mới nhất ở Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc đã trở thành quốc gia trung tâm điểm của việc giám sát nhân quyền trong phiên họp quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Ba. Trong đó, các quốc gia Tây Phương đã kêu gọi là phải bảo vệ cho người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, cũng như là phải duy trì cái nền tự do của Hồng Kông, một điều mà Bắc Kinh đã cho thay đổi. Và cuộc duyệt xét này diễn ra tại Geneva lần đầu tiên trong cái hệ thống nhân quyền của quốc tế, trong đó kể từ khi có bản báo cáo từ năm 2022 nói rằng việc bắt giữ những người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo ở Tân Cương vẫn tiếp tục là một tội ác chống con người, một điều mà Bắc Kinh đã bác bỏ, cho rằng họ không hề có lạm dụng. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng đã tìm cách vận động những quốc gia Tây Phương là ca ngợi cái vấn đề nhân quyền của họ trong phiên họp này và gửi tất cả những bản ghi nhớ cho tất cả những đại sứ của các quốc gia trong những tuần gần đây, theo giới chức ngoại giao cho biết. Và cái sứ mạng ngoại giao của Trung Quốc đã không lên tiếng cho biết về việc họ cố tình vận động những quốc gia khác là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong việc duyệt xét về tình trạng nhân quyền của Trung Quốc. Và gần như là họ nói rằng họ đã giải phóng và giúp cho ít nhất 100 triệu người thoát khỏi nghèo đói, và họ sử dụng điều này để biện minh cho tình trạng nhân quyền của họ. Đây là con đường mà phát triển về nhân quyền và tiếp tục có những cái thời gian mà phía Trung Quốc đang làm, và chúng tôi đang thực hiện cái tiến trình này trong cái tiến trình xóa đói giảm nghèo. Đó là lời phát biểu của đại sứ Trung Quốc ở tại cuộc họp này. 163 quốc gia đang chuẩn bị phát biểu vào ngày thứ Ba, và trong đó thì 45 quốc gia, mỗi một quốc gia sẽ được phát biểu ít nhất là 45 giây, và trong đó gần như là sẽ phát biểu về tình trạng nhân quyền. Có nhiều quốc gia đã được Trung Quốc vận động, trong đó bao gồm cả Ethiopia, Cameroon và một số quốc gia Tây Phương, bao gồm luôn cả Đức, đã được vận động để giảm đi tình trạng chỉ trích nhân quyền của Trung Quốc ở tại Tân Cương và Tây Tạng. Canada đã kêu gọi Trung Quốc là phải tôn trọng tất cả những cái quyền tự do của Hồng Kông, và trong đó xóa bỏ cái đạo luật an ninh quốc gia. Eric Chen, lãnh đạo của Hồng Kông, đã lên tiếng ca ngợi đạo luật này. Trong khi đó, thì tổ chức Amnesty International, tức là ân xá quốc tế với người lãnh đạo có tên là Sarah Brook, trong cuộc họp này nói rằng đang có tình trạng Trung Quốc đang vận động các quốc gia thành viên của Hội đồng Nhân quyền để mà ghi nhận điều tốt về tình trạng nhân quyền của Trung Quốc. Và đây được xem là một trong những cái vận động mới nhất của Bắc Kinh nhằm giảm đi sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế nhắm vào hồ sơ nhân quyền của họ tại Tân Cương, tại Tây Tạng và kể cả tại Hồng Kông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, 67% các chuyên gia của Hoa Kỳ nghĩ rằng eo biển Đài Loan sẽ rơi vào cơn khủng hoảng năm 2024. Đây là bản báo cáo mới nhất của tổ chức chiến lược CSIS. Bản tin mới nhất từ Đài Bắc cho biết một cuộc nghiên cứu mới của Trung tâm Nghiên cứu về Chiến lược ở tại Đông Nam Á và cổ tại Á Châu Thái Bình Dương là tổ chức CSIS, một tổ chức chiến lược có trụ sở đặt tại Washington, cho biết là đa số tất cả những chuyên gia của Hoa Kỳ và của Đài Loan đều nhận định rằng cái cơn khủng hoảng trên eo biển Đài Loan sẽ xảy ra năm 2024 khi mà Trung Quốc có khả năng phong tỏa đảo quốc Đài Loan, và thời gian gần đây họ đã bắt đầu những cái tham vọng xâm lăng Đài Loan. Trong ngày thứ hai thì CSIS đã đưa ra một bản báo cáo với tựa đề là Surveying of Experts, tức là sự nghiên cứu của các chuyên gia, và trong đó họ nhấn mạnh đến việc mà cơn khủng hoảng của eo biển Đài Loan dường như sẽ xảy ra vào năm 2024, giữa lúc mà Trung Quốc có khả năng là phong tỏa cái eo biển Đài Loan cũng như là họ có thể cách ly Đài Loan. Và trong đó thì theo bản nhận định này cho biết, các chuyên gia nói rằng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh sẽ không giảm đi trên cái eo biển Đài Loan, và 67% nói rằng cơn khủng hoảng Đài Loan sẽ diễn ra năm 2024. Trong khi đó thì 57% các chuyên gia của Đài Loan đã có một cái đồng ý như vậy. Và trong khi đó, khi hỏi là khi mà Bắc Kinh nhìn thấy cái kết quả bầu cử tại Đài Loan, chỉ có 40% nghĩ rằng Trung Quốc chờ đợi cho một tân tổng thống lên để loan báo chính sách và có hành động. 50% các chuyên gia nhận định là Bắc Kinh sẽ không chờ đợi. Tuy nhiên, họ nói rằng
Trung Quốc sẽ có những cái tăng cường tất cả những cái chính sách khác để mà ngăn chặn tất cả những cái hoạt động của Đài Loan sau khi mà có lẽ nhận chức tại Đài Loan. Gần phân nửa trong tất cả những người dân Đài Loan nói rằng Trung Quốc đang duyệt xét việc mà gọi là cái kết quả bầu cử mà không thiên về phía của họ, khiến cho Bắc Kinh có thể sẽ có những hành động bức hại về quân sự. Tuy nhiên thì đa số các chuyên gia nhận định là sẽ có một cái tập trận quân sự lớn hoặc là những cái đe dọa quân sự lớn nhắm vào đảo quốc Đài Loan. Tuy nhiên họ chưa biết là có thể diễn ra như thế nào, bao gồm việc cách ly Đài Loan hoặc là phong tỏa Đài Loan hay là xâm lăng Đài Loan. Chiến thắng của ông Lai Ching-te thuộc đảng Dân Chủ Cấp Tiến dường như đã mở rộng hơn về việc Trung Quốc đang có những cái hành động tiêu cực và trong cái quan điểm tiêu cực của họ. Và ông được phía Trung Quốc xem là một nhân vật gây phiền phức và ông đã cam kết là sẽ làm việc cho vấn đề độc lập của Đài Loan. Đa số các chuyên gia 90% ở Hoa Kỳ và 62% ở Đài Loan nói rằng là việc Trung Quốc sẽ bắt đầu có những cái luật lệ và tìm mọi cách là cách ly Đài Loan, đặc biệt là lực lượng hải giám của Trung Quốc và lực lượng dân quân ngư phủ của Trung Quốc sẽ bắt đầu có những cái hoạt động trên eo biển Đài Loan trong năm 2024. Trong đó, lực lượng PLA sẽ có thể thực hiện cái tiến trình gọi là phong tỏa toàn bộ đảo quốc Đài Loan. 80% người của chuyên gia của Hoa Kỳ và 60% chuyên gia của Đài Loan nói rằng Trung Quốc có thể sẽ có khả năng phong tỏa và cách ly đảo quốc Đài Loan. Đây được xem là một trong những bản nhận định mới nhất đã được đưa ra từ tổ chức CSIS, một tổ chức chiến lược có trụ sở đặt tại Washington DC. Cùng một lượt thì Trung Quốc và Philippines đã tranh cãi trong vấn đề gọi là eo biển Đài Loan và có thể ảnh hưởng tới cái quốc gia Đông Nam Á này. Bản tin mới nhất cho biết sự bất đồng giữa Philippines và Trung Quốc trong cái cuộc bầu cử gần đây tại eo biển Đài Loan mà các chuyên gia nhận định là Bắc Kinh có thể gia tăng cái hành động để bức hại Đài Bắc, trong đó bao gồm luôn những ảnh hưởng ngoại giao đối với những quốc gia Đông Nam Á. Vào tuần trước thì Tổng thống của Philippines là ông Ferdinand Marcos Jr. đã lên tiếng chúc mừng cho tân Tổng thống đắc cử của Đài Loan là ông Lai Ching-te trong cái chiến thắng này. Ngay sau đó thì đã có phản ứng từ phía Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát ngôn viên có tên là Mao Ninh cho rằng là ông Marcos đã đưa một cái thông điệp được xem là vi phạm nghiêm trọng vào cái thỏa thuận One China Principle, và đây là một trong những cái vi phạm vào cái lời cam kết chính trị từ phía Philippines và đối với phía Trung Quốc, và điều này đã xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc theo tường trình của Nikki Asia dẫn lời của bà Mao Ninh đưa ra. Và điều này cũng đã là nguyên nhân mà Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines, ông Gilberto Teodoro, trong ngày 17 tháng 1 nói rằng lời phát biểu của bà Mao gần như là tìm cách gọi là giảm đi tất cả những cái thiện chí của Philippines trong việc giải quyết những tranh chấp giữa Philippines và phía của Trung Quốc. Và trong ngày 18 tây thì hai quốc gia đồng ý là sẽ cải thiện tất cả các cái cuộc đối thoại về hàng hải, trong đó quản lý tất cả những khu vực tranh chấp trong sự khác biệt ở trên Biển Đông. Đây là bản báo cáo của hãng thông tấn Reuters. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói với hãng Nikkei Asia là Bắc Kinh dường như đã gia tăng tất cả những cái vị trí quân sự của họ nhắm vào Đài Loan và có thể sẽ có sự bức hại về vấn đề kinh tế và sẽ đe dọa an ninh tới những quốc gia Đông Nam Á và sẽ uy hiếp các quốc gia này rút ra khỏi tất cả những mối quan hệ với lại phía của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, hãng thông tấn AP đã tường trình về một ngư phủ của Philippines đã chỉ trích và chửi thẳng vào lực lượng hải giám của Trung Quốc trên cái vùng bãi cạn tranh chấp. Đây không phải lãnh thổ của quý vị, cút đi. Đây là lời phát biểu của một ngư dân Philippines. Tin từ Manila cho biết thì một ngư phủ của Philippines đã đậu tàu ngày thứ ba để mà phản đối lực lượng hải giám của Trung Quốc đang bức hại các ngư phủ Philippines ở trên khu vực tranh chấp tại quần đảo Trường Sa, nơi mà ông ta nói rằng là các viên chức của Trung Quốc đã tìm cách đẩy tàu của ông ta ra khỏi cái khu vực tranh chấp trên các bãi cạn và ra lệnh cho họ là không được phép đánh bắt cá tại đây. Cuộc đối đầu mặt đối mặt này diễn ra vào ngày 12 tây tháng 1 và người ngư phủ của Philippines có tên là Joely Saligan cùng với lại các cái thủy thủ trên đoàn đã có sự đối đầu gay gắt đối với lại lực lượng hải giám của Trung Quốc, và trong đó thì họ nói rằng là đây không phải là lãnh thổ của các ông, làm ơn cút ra khỏi đây. Đây là lời phát biểu của ngư phủ Philippines. Và trong cái cuộc họp ngày 17 tây ở tại Thượng Hải, Bắc Kinh và Manila đồng ý là sẽ giảm đi sự căng thẳng trong suốt một năm qua về sự đối đầu trên các bãi cạn ở quần đảo Trường Sa. Và các ngư phủ này dẫn đầu bởi Saligan được báo cáo rằng lực lượng tuần duyên của Philippines cùng với lực lượng hải giám của Trung Quốc đã bắt đầu có những cuộc đối đầu gay gắt ở trên bãi cạn Scarborough nằm ở phía tây bắc của Philippines trong ngày 12 tây, và trong đó gần như
là cuộc đối đầu trở nên gay gắt hơn. Và đây là được sự chứng kiến của hãng thông tấn AP khi mà họ có mặt trên chiếc tàu của lực lượng tuần duyên Philippines. Đây là lãnh thổ Philippines. Cút đi, ông Saligan đã phát biểu với lại lực lượng hải giám của Trung Quốc và ông đoan chắc rằng họ phải rời khỏi cái bãi cạn này ngay lập tức, và phía Trung Quốc đã không phản ứng, và trong đó gần như là họ nhìn thấy rất nổi giận, họ muốn quay trở lại và bắt chúng tôi. Đó là lời phát biểu của ông Saligan đã nói với một nhóm phóng viên, trong đó bao gồm luôn cả phóng viên của hãng thông tấn AP tại Manila. Đây là chuyện vô nhân đạo và họ rõ ràng đang tìm cách bức hại những ngư phủ tại đây. Đây được xem là một trong những cái cuộc đối đầu mới nhất của Philippines và của Trung Quốc ngay trên quần đảo Trường Sa. Và cuối cùng cũng liên quan tới Philippines, ông Marcos cho biết là Philippines sẽ không có mà giúp đỡ trong cuộc điều tra về cuộc chiến chống ma túy của ông tiền nhiệm là ông Duterte. Tổng thống của Philippines là Ferdinand Marcos Jr. cho biết quốc gia của ông sẽ không hỗ trợ cho tòa án ICC, tức là International Criminal Court, để điều tra về người tiền nhiệm là ông Duterte trong cái cuộc chiến chống ma túy. Tôi có thể nói rất rõ ràng 100 lần là tôi sẽ không thừa nhận cái hệ thống tòa án ICC tại Philippines, và tôi xem đây là một cái sự đe dọa về chủ quyền quốc gia của chúng tôi. Ông Marcos đã nói với các thông tín viên vào ngày thứ ba, và chính quyền của Philippines sẽ không đưa ra một ngón tay nào để giúp đỡ cuộc điều tra của ICC, ông đã cho biết như trên. Và trong đó thì ông đã bác bỏ tất cả những cái cuộc điều tra nhắm vào ông Duterte. Ông Marcos đã đưa ra lời phát biểu này vài ngày sau khi mà một cựu thượng nghị sĩ có tên gọi là Antonio Trillanes, người là năm 2017, đã điền đơn và kiện ông Duterte lên tòa án quốc tế trong lúc mà ông Duterte có một cái hành động chống lại cái tình trạng ma túy và cho phép cảnh sát bắn bỏ những ai mà có dính dáng tới ma túy. Và việc này đã khiến cho hàng ngàn người đã bị thiệt mạng, và trong đó được mô tả là rất nhiều những người đã bị chết một cách vô tội. Và điều này đã dẫn tới việc mà tòa án ICC đã yêu cầu ông Ferdinand Marcos Jr. là phải hỗ trợ cho họ điều tra về cái mà họ gọi là tội ác của ông Duterte. Tuy nhiên thì ông Ferdinand Marcos Jr. đã từ chối. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Philippines ngày hôm nay, và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ thì chúng ta như thường lệ bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì cho phép Phong được đưa cái thông báo của công ty Teletron. Năm hết Tết đến, Teletron mở ra chương trình tống cựu nghìn tân Trade-in buyback, mua đồ hư cũ từ 500 tới 1.000 Mỹ Kim để quý khách có thể mua sắm bàn ăn sofa và các cái ghế massage làm tại Nhật Bản với giá đặc biệt. Và ngoài ra thì mời tất cả quý đồng hương sẽ tham dự cái nhạc hội mừng xuân Giáp Thìn với hơn 80 nghệ sĩ hoàn toàn miễn phí tại Teletron Lido Sài Gòn, nằm ngay trên đường Bonsa góc đường Magnolia, trong khu linh tượng Đức Thánh Trần bên cạnh Phúc Lộc Thọ trong 3 ngày, mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết. Có múa lân, đốt pháo, lô tô miễn phí. Và mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại trên màn hình của quý vị là 1877-892-6999, 1877-892-6999, hoặc vào trang nhà của công ty Teletron là teletronusa.com, teletronusa.com để biết thêm chi tiết. Ngoài ra, đúng ngày mùng 1 Tết khoảng 1 giờ rưỡi, thì Phong sẽ có mặt ở tại cái cửa hàng của Teletron để gặp gỡ với tất cả đồng hương cũng như là các khán giả của TNP Channel. Hôm đó sẽ có một chút quà cho quý vị. Nếu quý vị nào mà ở Nam California và ở lân cận quận Cam, hay là những khán giả ở xa về quận Cam dự diễn hành ăn Tết tại quận Cam, quý vị có thể ghé ra cửa tiệm của Teletron ngay trên đại lộ Bonsa để thưởng thức một chương trình văn nghệ và chúng ta có dịp gặp gỡ tâm tình và chúc tụng đầu năm. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều. 1 giờ rưỡi ngày thứ Bảy, ngày mùng 1 Tết, thì Phong sẽ có mặt ở tại cửa tiệm của Teletron để gặp gỡ với tất cả khán thính giả. Mong là gặp tất cả khán thính giả của TNP Channel. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần gọi là đọc comment của quý vị nha. Rồi, theo anh, khi ông cựu Tổng thống Trump lên, có thể chấn chỉnh lại Liên minh NATO có hiệu quả hơn bây giờ không? Và theo anh, chấn chỉnh bằng cách nào? Thứ nhất là ông Trump sẽ yêu cầu tất cả những quốc gia này tăng cường ngân sách quốc phòng và giảm đi tất cả những cái chương trình xã hội, công lý hay là môi trường, mà tập trung vào vấn đề vũ khí. Và thứ hai là ông sẽ dùng uy thế của Hoa Kỳ trấn áp phía Nga để buộc phía Nga không có cái hành động gọi là gây nguy hiểm cho phía đông của Âu Châu. Đặc biệt là có thể ông sẽ ép cả Zelensky lẫn ông Putin vào trong bàn đàm phán để chấm dứt cuộc chiến tại đây. Thì quý vị, ông Trump sẽ cứng rắn với NATO.
Còn nếu không, Hoa Kỳ sẽ không phải là ông, tại vì bây giờ muốn rút khỏi NATO thì phải có sự chấp thuận của Thượng viện. Do đó, ông Trump sẽ có cái quyền hành pháp là ông sẽ cắt bỏ tất cả ngân sách của Hoa Kỳ ở tại Âu Châu, cũng như sẽ cho rút bớt quân của Hoa Kỳ tại Âu Châu, nhưng sẽ không rút ra khỏi Liên minh NATO. Rút bớt quân ra và chuyển qua nơi khác. Nếu như mà NATO không chịu cải tổ, thì ông Trump sẽ làm điều này nha. Rồi, tiếp tục. Ok. Nga chưa trả đũa mà thấy Âu Châu đã thua rồi, vì Âu Châu đang lệ thuộc vô năng lượng của Nga. Chỉ cần Nga cắt hết năng lượng cho Âu Châu là đầu hàng vô điều kiện rồi. Không những là năng lượng mà còn lúa mạch nữa. Nga và Ukraine là hai quốc gia chiếm 1/3 cái lượng xuất cảng lúa mạch trên toàn cầu. Và bây giờ thì gần như là Nga đang nắm một số những cái huyết mạch của hạ tầng cơ sở của thế giới. Trong đó năng lượng, kim loại và lúa mạch là những cái nguồn nguyên liệu và sản phẩm được xem là đóng góp rất lớn cho cái nền kinh tế của thế giới. Thì bây giờ tôi chưa biết là Nga sẽ trả đũa bằng kiểu nào. Nhưng mà bây giờ thì phía khối G7, Liên hiệp Âu Châu đã đồng ý là sẽ tìm cái hành lang pháp lý để mà tịch thu 288 tỷ Mỹ Kim tài sản của Nga đang bị đóng băng ở trong tất cả các ngân hàng của Âu Châu và của Hoa Kỳ. Lúc trước là đóng băng thôi, giữ đó, không cho lấy, không cho rút, không cho đóng vào thêm. Còn bây giờ là tịch thu luôn để tái xây dựng Ukraine. Tuy nhiên thì cái dự tính này Nga đã cảnh cáo là họ sẽ trả đũa, tại vì tài sản của Âu Châu và của Hoa Kỳ tại Nga cũng còn nhiều lắm. Trị giá cũng không kém đâu quý vị. Những công ty của Âu Châu, những công ty của Hoa Kỳ đang có những tài sản tại Nga đang bị không hoạt động, nhưng vẫn là tài sản của họ, thì có thể sẽ bị tịch thu lại nha. Rồi tiếp tục. Ok, nếu Nga đánh sang EU thì NATO lấy đâu ra chống lại Nga? Bây giờ chỉ còn sức mạnh chính trị, còn sức mạnh quân sự chỉ là hình thức. Thì tôi đã nói với quý vị trong cái Hilton nhật ký phần 1 là chính tổng thư ký Liên minh NATO vừa ký xong một cái thỏa ước 1.1 tỷ euro để sản xuất đạn pháo kích 155 ly và các cái hỏa tiễn cho các cái bệ phóng của dàn Patriot. Thì quý vị, điều này cho thấy là sự yếu kém của NATO. Trong nhiều năm nay họ đã không tu bổ, họ đã không có cải thiện tất cả những cái kho chứa vũ khí của họ. Đến lúc xảy ra cuộc chiến thì bây giờ họ bị thiếu hụt. Tất cả tiền của NATO ngân sách một năm mấy trăm tỷ đều đổ vộ dồn vào cái việc hình thức. Tức là tập trận khoe khoang, rồi xây dựng một cái headquarter ở tại Brussels, được xem là một cái headquarter lớn nhất thế giới. Trị giá hơn 2 tỷ Mỹ Kim. Trị giá là hơn 2 tỷ Mỹ Kim quý vị. Lý do là tại vì cái headquarter này á, dùng toàn là những cái đồ hiệu không à. Từ cái ghế da cho tới những cái bàn làm việc cho tới những cái hệ thống computer đó là toàn là dùng đồ hiệu không. Ok, về kỹ thuật dùng đồ hiệu được là bởi vì nó giúp và giải quyết nhanh chóng tất cả những cái cần thiết cho cái điều hành cái mạng lưới của NATO. Nhưng mà những cái đồ giống như là bàn ghế hay là ghế thì mua loại thường được rồi, có cần thiết phải mua đồ hiệu không? Đó, ghế da của Italy. Rồi á, bàn đó là bàn cẩm thạch hay là bàn gỗ tốt này nọ. Tức là họ tạo ra hình thức nhiều lắm. Thì quý vị, chi phí kiểu này, trong khi đạn dược thì không lo, kho chứa đạn dược thì không lo, tới bây giờ Ukraine bị thiếu hụt thì mới lật đật đi ký kết để mà mua thêm đạn dược, sản xuất thêm đạn dược. Trong khi đó ngân sách một năm mấy trăm tỷ đâu rồi. Bây giờ ký cái đạn dược chỉ có 1.1 tỷ à. 1.1 tỷ euro tức là 1.2 tỷ Mỹ Kim thôi. Mà ngân sách dành cho NATO một năm mấy trăm tỷ từ 31 quốc gia. Trong đó Hoa Kỳ chiếm 22% tổng số ngân sách của NATO. Vậy thì số tiền đó đi đâu? Tôi đang hỏi số tiền đó đi đâu? Toàn là tập trung vào xã hội, môi trường với lại công lý xã hội. Trong khi NATO là một liên minh quân sự, mình phải cải thiện tất cả cái hệ thống đạn dược của mình chứ. Bây giờ cứ chú trọng vào những cái máy bay chiến đấu cơ thượng đẳng. Đồng ý. Ví dụ như F-35 của Hoa Kỳ, chiến đấu cơ tàng hình đó là thượng đẳng rồi. Nhưng mà bây giờ chiến đấu cơ đó không có hỏa tiễn thì cũng như không. Không có hỏa tiễn trong đó, không có bom trong đó cũng như không. Thì quý vị, chiến đấu cơ đó làm gì?
Do đó họ không tập trung vào cái nội lực của NATO. Nội lực của NATO là cái khả năng quân sự sẵn sàng trấn áp. Bây giờ thiếu hụt tùm lum hết. Thì quý vị, đây là một trong những cái thách thức mà tôi nghĩ rằng phải có sự cải tổ lớn. Và tôi nghĩ rằng đời tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ, có thể người đó là ông Trump, sẽ có một cái thúc đẩy cải tổ. Còn nếu không, Hoa Kỳ sẽ cắt giảm tất cả những cái cần thiết. Tuy rằng ông Trump không được phép rút ra khỏi NATO nếu không được sự chấp thuận của Thượng viện. Nhưng mà quyền hành pháp ổng có thể điều phối quân sự. Tức là trong vai trò tổng tư lệnh quân đội, ổng sẽ giảm bớt lực lượng quân sự tại đây. Ổng sẽ cắt bỏ ngân sách của Hoa Kỳ dành cho NATO. Nếu không cải tổ, thì ổng sẽ làm điều đó. Và ổng sẽ giảm tất cả cái tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Âu Châu. Ổng chỉ tập trung vào vấn đề đối phó với Trung Quốc thôi. Và để cho NATO tự lo với lại phía của Nga đi. Nếu Nga mở rộng cuộc chiến, tại vì cuộc chiến này không có dấu hiệu chấm dứt, thì để cho NATO đối đầu với Nga đi. Hoa Kỳ coi như là có chân trong thành viên và đóng vai trò hỗ trợ gián tiếp thôi, không trực tiếp nữa. Thì ông Trump có thể làm đó. Nếu như đám NATO vẫn tiếp tục cái kiểu giống như bây giờ, mua thì mua năng lượng của Nga, rồi á, nguyên liệu thì nhập từ Trung Quốc, bán hàng thì bán qua Mỹ. Trong khi Mỹ có nguồn năng lượng thì không mua, chê mắt. Thì quý vị, giờ này tôi nghĩ rằng là họ phải trả giá. Với tình trạng này, tôi nghĩ rằng sẽ trả giá. Nếu bây giờ đang đi vào sản xuất 2025 thì mới hoàn tất cái này. Còn bây giờ nếu cuộc chiến bùng nổ ngay năm nay thì sao? Nga mở rộng cuộc chiến năm nay thì sao? Liệu NATO có đủ đạn dược để chống đối hay không? Lực lượng thì đông lắm, vũ khí thì là thượng thặng nhất đó. Nhưng mà cuối cùng đạn dược không có thì sao? Đạn dược không có thì sao? Nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái đọc rồi. Ông Trump mà trở lại tòa đốc thì nên ký quân sự song phương với từng quốc gia Âu Châu. Còn NATO thì Mỹ rút ngân sách. Đừng ngân sách ký với từng nước. Dùng ngân sách ký với từng nước. Tôi nghĩ ông sẽ đi điều này. Tức là bên cạnh cái việc hợp tác quân sự trong liên minh NATO, cần thiết thì có mặt, không cần thiết thì thôi. Ông sẽ ký kết với những quốc gia thành viên của NATO riêng biệt. Đặc biệt là những quốc gia phía đông Âu Châu. Ví dụ như Ba Lan. Ví dụ như Hungary. Vân vân. Hay là Slovakia. Những quốc gia này có thái độ cứng rắn với lại phía Nga. Thì họ sẽ có một cái thái độ quyết liệt hơn. Thì quý vị, ông Trump có thể ký với từng nước. Tại vì ông Trump nghệ thuật gọi là đối thoại song phương. Ông là Trump rồi. Ông không muốn đối thoại đa phương nữa. Nhức đầu quá. Thì ông đối thoại song phương từng nước. Ký kết cái hiệp ước về quân sự với từng quốc gia. Thì quý vị, lúc đó NATO cũng chẳng còn ảnh hưởng gì nữa. Nha. Rồi tiếp tục. Người Trung Quốc ở đây trong nhân quyền Liên Quốc, vậy sao họ lại bị chỉ trích Anh? Đúng, thì nó đang vận động. Những tại vì 163 quốc gia thành viên. 163 quốc gia thành viên thì bây giờ Trung Quốc đang vận động để mà những quốc gia này bỏ phiếu không lên án Trung Quốc về vấn đề nhân quyền. Nó đang diễn ra tại Geneva. Trung Quốc đang lobby. Đang lobby rất là nhiều. Thì chưa biết, nhưng mà tôi không nghĩ rằng là ở Hội đồng Nhân quyền Trung Quốc lobby thành công. Tại vì nói tới vấn đề nhân quyền thì coi như là Trung Quốc không có nhiều đồng minh lắm. Không có nhiều đồng minh lắm. Nếu mà nói về vấn đề nhân quyền thì tôi nghĩ rằng là lần này sẽ có một cái nghị quyết tương đối kêu gọi Trung Quốc cải thiện về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương và cải thiện về tình trạng mà gọi là tự do ở Hồng Kông. Thì tôi nghĩ là họ sẽ dùng cái ngôn ngữ gọi là mềm dẻo hơn với Trung Quốc. Nhưng mà họ vẫn ra cái nghị quyết này nha. Rồi tiếp tục. Giám sát về nhân quyền, điều này có làm cho Trung Cộng chùn bước không anh? No. Nó không chùn bước đâu. Nó còn đàn áp gay gắt hơn nữa. Tôi nói rồi, cái Hội đồng Nhân quyền chỉ đưa được bản báo cáo thôi, không có biện pháp chế tài. Biện pháp chế tài nằm trong tay của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, chứ không nằm trong tay của Hội đồng Nhân quyền. Hội đồng Nhân quyền chỉ đưa bản báo cáo thôi. Nhưng mà bây giờ Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thì Trung Quốc thao túng rất nhiều. Còn Hội đồng Bảo an thì Trung Quốc nắm lá phiếu thường trực. Coi như cũng không thông qua được.
đặc biệt là trên cái Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Quý vị nghĩ đi, 54 quốc gia ở Phi Châu, rồi mấy chục quốc gia ở Trung Á, cộng thêm các quốc gia ở Đông Nam Á nữa, là Trung Quốc chiếm đa số rồi. Do đó, nếu mà nói là đưa ra biện pháp chế tài với Trung Quốc là impossible rồi. Còn nếu mà chỉ tập trung vào cái Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên đó, thì Trung Quốc là một trong 5 thành viên thường trực nữa. Nó bỏ phiếu phủ quyết là xong. Chưa kể sự phối hợp với Nga. Thì quý vị, do đó cái Hội đồng Nhân quyền này là một cái Hội đồng Nhân quyền bất lực. Bất lực, không làm được gì hết. Và đặc biệt là cái Liên Hiệp Quốc là nguyên cái tổ chức đó bất lực luôn. Do đó, nó chỉ là hình thức để cho mọi người xem cho vui giải trí thôi. Quý vị đừng mong chờ bất kỳ một cái thực tế nào hết. Mặc dù cái quyết định của Liên Hiệp Quốc đưa ra được xem là chính thức officially, nhưng mà cuối cùng nó không có thực quyền gì cả. Nó chỉ là một cái văn bản thôi. Nó chỉ là một cái văn bản, một tờ giấy thôi. Về mặt chính danh thôi. Còn tất cả những cái khác nó không có quyền lực gì cả. Và đây tôi gọi là sự bế tắc của Hội đồng Bảo an Liên Quốc và cả một cái cơ chế của Liên Quốc luôn. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nếu ông Trump đắc cử tổng thống, Đài Loan có tách rời Trung Quốc không anh Phong? Anh nghĩ sao? Tôi nghĩ Đài Loan vẫn muốn tách rời từ lúc của bà Thái Anh Văn rồi, chứ đâu phải bây giờ đâu. Có điều là sự tách rời đó chưa được thừa nhận của các quốc gia trên thế giới. Chừng nào mà họ xóa bỏ One China Policy, chính thức ra mặt ban giao với Đài Loan, thì lúc đó vai trò của Đài Loan khác. Còn bây giờ Đài Loan vẫn tiếp tục cái tinh thần độc lập của họ. Nhưng mà họ đang vận động, chứ không có được sự thừa nhận nhiều. Vấn đề là ông Trump sẽ đi cái hành trình như thế nào? Sớm hay muộn, tôi nghĩ rằng trước sau gì thì Hoa Kỳ cũng sẽ xóa bỏ cái One China Policy. Vấn đề là sớm hay muộn thôi. Sớm hay muộn thôi quý vị. Tại vì Trung Quốc xem đây là lằn đánh đỏ, nhưng mà Hoa Kỳ cũng xem đây là lằn đánh đỏ luôn. Do đó thì cuối cùng nó dẫn tới một cái gì? Nó dẫn tới sự đối đầu chính thức của Cộng sản Trung Quốc và Hoa Kỳ. No matter what, nó xảy ra ở eo biển Đài Loan hay là ở trên Biển Đông, nhưng sẽ không tránh khỏi cuộc đối đầu này. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. NATO sao không đi đúng vào trọng tâm là quân sự, nâng cấp thiết bị để trấn áp kẻ thù mà NATO chạy vòng vòng môi trường về anh Phong? Tôi đã nói quý vị, trong 30 năm nay, kể từ khi mà khối cộng sản sụp đổ, thì NATO đã mất đi bản chất. Nó không còn là một cái liên minh quân sự nữa. Liên minh quân sự chỉ là cái tên thôi. Còn lại tất cả những nhân vật lãnh đạo của NATO toàn là cái thứ dân sự không à. Toàn là cái thứ không biết gì về quân sự. Và luôn lúc nào cũng thúc đẩy về việc công lý, xã hội, môi trường. Trong khi đó chỉ là một cái tổ chức về quân sự. Và một cái tổ chức bảo vệ an ninh cho Âu Châu. Bảo vệ an ninh cho Âu Châu là phải trấn áp về quân sự. Chứ không phải ngồi đó nói chuyện bằng cái miệng, bằng ngoại giao, bằng chính trị. Nó đã đánh mất cái bản chất nó hơn. Coi như là sau khi mà khối cộng sản Đông Âu sụp đổ, thì NATO đã mất đi bản chất. NATO đã mất đi bản chất. Thì cái điều này là cái điều của bên Âu Châu. Tại cái liên minh quân sự này chỉ xung quanh cái vùng biển Atlantic thôi. Tức là vùng biển Đại Tây Dương thôi. Chứ nó không có xuống tới Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương hay biển Ả Rập. Thì quý vị, cái liên minh này cuối cùng nó chỉ là cái hình thức thôi. Khoe khoang hình thức thôi. Dùng con số thôi. Dùng ranking thôi. Chứ thực tế quý vị, nếu bây giờ đó quý vị thấy đó, cuộc chiến của Nga tại Ukraine 2 năm rồi, vẫn chưa chấm dứt. Và không có dấu hiệu chấm dứt. Lý do là sự yếu kém của NATO đó. Không đủ khả năng để trấn áp Nga. Không những là Nga 2014 đã quất vào cái Crimea, bây giờ 2022 họ quất luôn 4 tỉnh rồi. Lạng quạng 2024 họ sẽ nướng thêm một số chỗ nữa. Mà lần này họ lại có sự phối hợp với cả Iran lẫn Bắc Hàn. Chưa kể Trung Quốc. Trung Quốc thì là nóng lúc lạnh tôi không nói. Nhưng mà Nam, Bắc Hàn và Iran đã phối hợp với Nga rồi. Thì quý vị, lần này tôi nghĩ rằng là NATO nếu như mà không có sự thay đổi về quy tắc làm việc, trước sau gì cũng tan rã. Trước sau gì cũng tan rã. Nha.
Mỹ Úc có khoáng sản về kim loại để sản xuất vũ khí không cần tới nguồn cung ứng từ China. Vấn đề là họ có chịu khai thác hay không? Hay là họ nhân danh vi phạm môi trường, ô nhiễm môi trường không cho khai thác? Nước Mỹ, nước Úc không kém, nhất là nước Úc. Nước Úc có rất nhiều khoáng mỏ. Tổng cộng cái bản đồ quý vị nhìn lên á, nước Úc lớn không thua gì nước Mỹ. Mà họ chỉ có 20 mấy triệu dân thôi. Chưa tới 30 triệu dân nữa. Đất trống rộng thênh thang, khoáng mỏ nhiều lắm. Nhưng vấn đề là họ có chịu khai thác hay không? Hay họ không muốn khai thác, họ sợ ô nhiễm môi trường, để rồi đi mua và nhập cảng từ Trung Quốc. Thì quý vị, vấn đề là ở chỗ này. Chứ tôi đâu có nói là họ thiếu đâu. Mỹ cũng đâu có thiếu. Quý vị, Mỹ 50 tiểu bang lận. Khoáng mỏ vô số kể. Nhưng mà nó cấm khai thác. Thì quý vị, trước sau gì chúng ta cũng lâm vào thiếu hụt là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Tổng thư ký Liên Quốc, ông Kofi Annan làm tốt hơn ông hiện tại bây giờ. Tại vì ông Kofi Annan, ông vẫn giữ được một cái lề lối để dung hòa các khuynh hướng. Còn ông tổng thư ký bây giờ, ông đẩy mọi thứ về cực tả hết. Ông đẩy tất cả mọi thứ về cực tả hết. Cho nên thế giới mới hỗn loạn đó. Ngay dưới thời Kofi Annan hay là dưới thời của Moon Jae-in thì quý vị nó còn đỡ một chút. Còn dưới thời của ông Antonio Guterres này đó thì ông ta chỉ tập trung vào những chính sách cực tả thôi. Ông ta lên án Do Thái nhưng mà ông ta lại im lặng trước cái hành động dã man của Hamas. Ông ta ủng hộ cho giới đồng tính nhưng mà ông ta sẵn sàng lên án những người bảo thủ mà ông ta chụp mũ là chủ nghĩa cực đoan. Ông này là cực tả mà. Do đó dưới cái quyền tổng thư ký của ông ta, xung đột bạo động rồi dịch bệnh khắp nơi. Dưới quyền tổng thư ký của ông ta nha. NATO là liên minh quân sự, vậy lãnh đạo NATO có phải là các vị tướng lãnh không anh? Không. Tổng thư ký liên minh NATO là người đứng đầu NATO đó, là thủ tướng. Thì quý vị, họ sử dụng những nhân vật dân sự để quản trị cái liên minh quân sự. Thì điều này cho thấy rõ ràng là gì quý vị? Sự suy yếu rõ ràng. Sự suy yếu rõ ràng. Điều hành chiến lược của NATO thì vẫn là tướng lãnh. Nhưng mà cái chính sách của NATO thì là dân sự. Mà trong khi NATO đâu phải là một chính phủ. NATO chỉ là một cái liên minh quân sự thôi. Đã gọi liên minh quân sự thì không thể bổ nhiệm một dân sự vào. Ví dụ Hoa Kỳ, vì tình trạng các công ty quốc phòng là những công ty tư nhân, họ bổ nhiệm một nhân vật dân sự vào trong bộ quốc phòng, điều hành chính sách là để tránh tình trạng mà giới quân sự cấu kết với những công ty sản xuất quốc phòng. Thì mình thấy hữu lý, tại vì nó là cái cơ cấu của một chính phủ. Còn NATO là liên minh quân sự giữa lực lượng quân sự của Mỹ, lực lượng quân sự của Âu Châu. Thì phải do giới quân sự điều hành chứ. Nhưng mà bây giờ tổng thư ký lãnh đạo dân sự không à. Lãnh đạo toàn là dân sự không à. Thì quý vị, đây chính là cái sự yếu kém về chính trị đó. Trong khi đó, Hoa Kỳ là một quốc gia thì có quân sự, có dân sự. Thì ít nhất dùng cái cách đó để mà quản trị thì tôi thấy hợp lý. Tại vì nó là một chính phủ dân sự. Còn cái này cái liên minh quân sự mà. Mà bây giờ toàn là nhân vật chính trị vô điều hành không à. Do đó quý vị, NATO bị suy yếu là chỗ này nha. Rồi tiếp tục. Tại sao bên Thái Bình Dương không già làm giống Đại Tây Dương như NATO, liên minh Thái Bình Dương? Vấn đề ở chỗ là các quốc gia có chịu liên minh hay không? Đó, khối ASEAN đó. Nội mà lập ra cái khối này không cũng là hữu danh vô thực rồi. Cái nguyên tắc đầu tiên của khối ASEAN là hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Quy tắc đầu tiên không xen vào chuyện nội bộ của nhau. Thì banh xác rồi. Bây giờ cái tổ chức này giống như một cái tổ chức có cái tên thôi. Nó còn không có thực tế về vấn đề kinh tế nữa. Chứ đừng nói tới quân sự. Chứ đừng nói tới quân sự. Rồi bây giờ thành lập một cái liên minh này như thế nào? Tại vì cái liên minh của NATO là những quốc gia chung một giá trị, tức là có một cái xã hội về dân chủ, tự do, bầu cử.
Thì bây giờ Liên minh Á Châu là lập bằng cách nào đây? Trong đó có những chế độ độc tài như Cộng sản, rồi cả Campuchia, những chế độ độc tài này thì làm sao gia nhập đây? Nói tôi nghe đi, ok. Rồi tiếp tục, ok. Chỉ có một người dám hủy bỏ One China Policy nhưng 2025 mới có thể quyết định. Thì tôi nói với các vị, ông Trump sẽ đi tới đường này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là phải có một tổng thống cứng rắn để thúc đẩy cái chính sách cô lập Trung Quốc trước khi Trung Quốc cô lập Đài Loan. Đây là điều tất yếu và cấp tốc. Tức là cái điều cấp bách nhất là phải cô lập Trung Quốc trước khi Trung Quốc cô lập Đài Loan. Do đó thì tôi nghĩ 2025 nó sẽ có nhiều sự thay đổi. Nếu bên cả Cộng hòa nắm quyền bên hành pháp và nắm luôn cả lưỡng viện quốc hội, thì tôi nghĩ rằng sẽ có sự thay đổi rất lớn. Sự thay đổi này cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, bảo vệ quyền lợi nhiều cho các quốc gia có chung giá trị nhiều hơn, và đồng thời trấn áp mạnh mẽ đối với cái những quốc gia đe dọa. Thì chúng ta cần sự mạnh mẽ là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Còn ông người Nam Hàn làm tổng thư ký Liên Hợp Quốc, chú thấy sao? Thì đó là ông là cái gì, tên ông là gì, Moon là tôi quên rồi quý vị. Ông đó làm tương đối thôi, nhưng mà cũng hơi có một chút xíu gọi là nâng đỡ cho phía khuynh tả, không có quân mình được nhiều, nhưng mà dầu sao còn đỡ. Còn ông bây giờ là coi như tôi thấy là chà tan nát hết trơn rồi. Ban Ki-moon, tên ông là Ban Ki-moon. Ban Ki-moon là tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Thì ổng là tương đối nhưng mà vẫn còn giữ được một phần nào. Còn tới phiên ông Antonio này, tôi nói thiệt với quý vị là banh xác hết rồi. Nếu mà ông này mà còn nắm thêm một nhiệm kỳ nữa, cả thế giới sẽ bùng nổ hỗn loạn và sẽ bị băng hoại nha. Rồi, nếu Liên Xô chưa sụp đổ và chiến tranh lạnh còn, có khi nào bây giờ NATO không có cái kiểu chính trị như chính em bây giờ? Tại vì lúc đó Hoa Kỳ lãnh đạo và cứng rắn, nhất là dưới thời của ông Reagan. Dưới thời của ông Reagan là Hoa Kỳ rất cứng rắn trong vấn đề quân sự. Thì quý vị, lúc đó Nga đâu có dám làm gì. Chỉ từ cái cơn khủng hoảng năm 1962, khi mà Nga đưa hỏa tiễn qua bên phía Ấn Độ, ở bên phía Cuba thôi. Chỉ có một cái xung đột đó là mạnh nhất thôi. Còn lại quý vị, là Nga không nhúc nhích, và lúc đó là Liên Xô không nhúc nhích. Đôi bên cửa ai nấy giữ. Nhưng mà kể từ khi khối cộng sản sụp đổ, thì đám khuynh tả bắt đầu tạo ra vùng màu xám. Và chính cái vùng màu xám này, nó làm cho thế giới bất ổn liên tục. Chính vùng màu xám này, nó làm cho thế giới bất ổn liên tục trong 30 năm qua. Khối cộng sản sụp đổ, đáng lý chúng ta sẽ phải có một cái hòa bình để phát triển chứ. Nhưng mà cuối cùng khối cộng sản sụp đổ thì chiến tranh còn nhiều hơn lúc khối cộng sản còn nữa. Thì quý vị thấy đi, là do đám khuynh tả. Đám khuynh tả chụp cơ hội nắm quyền lực. Và từ lúc mà đám khuynh tả nắm quyền lực tới bây giờ, quý vị đếm chúng tôi bao nhiêu cuộc chiến xảy ra. Bao nhiêu cuộc chiến xảy ra so với thời chiến tranh lạnh, từ năm 1945 cho tới năm 1990. Có được bao nhiêu cuộc chiến so với từ năm 1992 và kéo dài tới bây giờ 30 năm qua. Quý vị chỉ cần làm cái bản đối chiếu đó, quý vị thấy ngay nha. Rồi, em nghĩ giữa năm 26 Mỹ tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc. Anh nghĩ sớm hơn. Có thể nó happen năm 2025 luôn. Tức là đầu năm tân tổng thống nhận chức. Thì tới giữa năm hoặc cuối năm thì sẽ có biến động. Và vừa rồi quý vị thấy CSIS là cái tổ chức chiến lược đặc trách về khu vực Á Châu Thái Bình Dương đó. Có trụ sở tại Washington. Họ nói tất cả 67% các chuyên gia nhận định cơn khủng hoảng Đài Loan sẽ happen năm 2024. Tức là nó sẽ xảy ra trong năm nay nè. Trong lúc có bầu cử Hoa Kỳ nè. Chứ không phải chờ tới 26 đâu. Chính họ nhận định đó. Họ nói 67% các chuyên gia nói như vậy. Thì quý vị, tức là không ai feel comfortable với Trung Quốc cả. Không có một ai feel comfortable là Trung Quốc sẽ duy trì hiện trạng. Mà họ tin rằng Bắc Kinh sẽ có hành động. Do đó quý vị, tình hình Á Châu sẽ căng thẳng vô cùng năm nay.
không những Á Châu, nhiều nơi khác cũng căng thẳng. Và nó ảnh hưởng tới kinh tế, nó ảnh hưởng tới đời sống của nhiều người trên toàn cầu. Tại vì nhiều quốc gia sẽ có bầu cử. Và những cuộc bầu cử đó liệu có công bằng hay không? Và cuối cùng phía đối lập bị thua, có chịu chấp nhận thua hay không? Hay họ sẽ kích động một cái cuộc bạo động xã hội dẫn tới những cuộc xung đột vũ trang? 2024. Do đó tôi nói là cái tình hình kinh tế toàn cầu năm 2024 là banh xác đó quý vị. Nhẹ thì là một cái cơn khủng hoảng thôi. Còn nặng, nó còn nặng hơn cả năm 1930. Và quý vị thấy khủng hoảng kinh tế năm 1930 cuối cùng đã dẫn tới đại nhị thế chiến. Thì năm nay nó còn nặng hơn nữa. Nó còn nặng hơn năm 1930 nữa. Do đó, mình chưa biết được tình hình thế giới sẽ biến chuyển như thế nào năm 2024. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.